Xin chào 500 anh em nhá. Và trước mặt anh em chính là tân binh CB650R 2019, một thành viên mới trong gia đình Neo Sport Cafe. Mẫu xe này thì được lấy cảm hứng từ các dòng Cafe Racer trước đây. Và CB650R thì hướng tới những cái đối tượng khách hàng trẻ và muốn tìm kiếm một cái mẫu xe có cái thiết kế khá là phong cách, giống như những thanh niên trẻ hay là anh em mình như bây giờ. So sánh với cái thiết kế trước đây của chiếc CB650F đời trước ấy, thì CB650R đã có cái sự thay đổi khá nhiều để trẻ trung hơn và có cái phần cá tính hơn. Xe thì hiện tại đã được giảm 6kg trọng lượng nhờ vào cải tiến cái hệ thống khung xe, bình xăng và cái thanh gác chân. Cụm đèn trước của xe thì cũng được trang bị hoàn toàn là full LED, hoàn toàn là công nghệ full LED hết, và khá giống với cả chiếc CB1000R. Đèn hậu cũng vậy, đèn hậu cũng được trang bị full LED luôn. Mặt đồng hồ thì là dạng LCD với cái thiết kế hiển thị thông tin hộp số và đèn báo chuyển số ở bên trên. Và phải nói là cái màn hình LCD này thì thiết kế so với cả những cái mẫu xe PKL của các cái hãng khác thì không được bắt mắt bằng, nhưng mà dù sao thì Honda cũng đã thiết kế cho cái phần đầu xe một cái cụm đèn pha phải nói là khá ấn tượng, cụm đèn pha tròn đấy ạ. Như anh em đang thấy thì là đằng trước của xe thì được trang bị cái phuộc ống lồng ngược có cái tên là Showa SFF, ngàm phanh thì là 4 piston và các cái trang bị cũng được bổ sung khá nhiều trên cái phiên bản này. Để nói về thiết kế tay lái thì thiết kế tay lái của chiếc CB650R này thì được thiết kế lại một chút, thuôn về hai bên để khi anh em mình đi trong phố có thể quay đầu dễ dàng hơn, đặc biệt là những cái đường hẹp như ở Việt Nam mình. Và vành xe thì như anh em đang thấy ở đây thì được làm toàn bộ bằng nhôm đúc với cái thiết kế cũng mới luôn. Trang bị cái lốp trước có thông số là 120-70 ZR17 và bánh sau thì có cái sự nhỉnh hơn một chút, 180-55 ZR17 luôn. Phanh đĩa đôi ở phía trước thì có cái kích thước khá lớn là 310mm. Với cái rìa phanh thì cũng không được làm dạng sóng đâu, mà cũng vẫn là dạng tròn bình thường thôi. Phanh đĩa sau thì có cái đường kính là 240mm và cả hai thì đều được kẹp bằng cái bộ ngàm phanh 1 piston. Và đương nhiên rồi, với một mẫu xe như CB650R mà anh em đang thấy ở đây thì cũng không thể thiếu đi cái công nghệ trang bị phanh ABS cho cả hai kênh, là cái trang bị tiêu chuẩn ở trên những mẫu xe này. Xe thì sở hữu cái khối động cơ là 650cc, cũng được tinh chỉnh lại cái phần ống nạp và xả giúp tăng 5% công suất cực đại mô men xoắn và có cái khả năng vận hành êm ái cũng như là mạnh mẽ hơn trong cái giải vòng tua trung bình. Cái vòng tua máy tối đa ấy, thì đã được tăng lên 12.000 vòng trên phút thay vì 11.000 vòng trên phút như trên phiên bản CB650F. Cái bộ ly hợp 2 chiều thì cũng được trang bị cho xe và cái việc lên và xuống số ấy, thì trở nên được êm ái và dễ dàng hơn. Đây là theo cái công bố mà Honda công bố thôi, còn thực chất cụ thể như thế nào thì có lẽ là anh em mình sẽ cùng chờ cái chiếc CB650R này về Việt Nam để trải nghiệm ngay khi có thể, ngay khi có xe. Cái công nghệ kiểm soát lực xoắn HSTC thì cũng đã được trang bị vào cái mẫu xe này. Công nghệ kiểm soát lực xoắn này ấy, thì sẽ giúp cho cái sự duy trì về cái khả năng bám đường tốt hơn cho cái lốp sau. Và có lẽ để nói về cái công suất của động cơ thì chiếc xe này có cái công suất là 94 mã lực và mô men xoắn cực đại là 64 Nm tại 8.500 vòng trên phút, đi kèm với cái hộp số trang bị trên xe là hộp số 6 cấp. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, share cái video này và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.